tự là 7. Đó, thì lúc này mình đã tạo được 4 cái gấp con rồi ạ. Thì chúng ta sẽ quay trở về trang web để nhìn xem nha. Đó, trong cái chương trình bảo hiểm nó có bảo hiểm nhân thọ đúng không ạ? Bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm xe máy, đấy chính là cái cấp con của cái menu chính chương trình bảo hiểm được chưa ạ? Ví dụ trong cái bảo hiểm nhân thọ này, nó mình muốn thêm cái cấp con của bảo hiểm nhân thọ là ví dụ mình muốn thêm các công ty vào thì mình sẽ nhấn cái dòng ở trong bên tay phải cái chữ thêm cấp con. Rồi sau em sẽ hướng dẫn lại nhá. Khi mình muốn thêm cái cấp con vào trong cái chữ bảo hiểm nhân thọ này đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ vào cái chữ thêm cấp con cùng dòng với chữ đấy. Ví dụ muốn thêm cái cấp con của bảo hiểm nhân thọ, chúng ta nhấn vào chữ thêm cấp con. Nó sẽ hiện ra một cái cấp con này và chúng ta lại đánh vào. Ví dụ trong bảo hiểm nhân thọ chúng ta có công ty A này. Chúng ta lại cho thứ tự trừ cao xuống. Đúng không ạ? Thì trong bảo hiểm nhân thọ chúng ta lại thêm một cái cấp con nữa là công ty B. Đấy, thứ tự số 9. Đấy. Trong cái ô bảo hiểm nhân thọ chúng ta muốn thêm một cái cấp con nữa là công ty C. Số 8. Bây giờ mình sẽ vào website để xem. Đó, thì trong cái chương trình bảo hiểm này nó có cái bảo hiểm nhân thọ. Trong cái bảo hiểm nhân thọ này nó có một cái cấp con nữa là công ty A, công ty B, công ty C đấy ạ. Được chưa ạ? Bây giờ thì sẽ nói lại một lần nữa. Muốn xóa các cái menu thì ở cái ô thùng rác ở cuối cùng đấy ạ. Chúng ta nhấn vào đấy là xóa được ạ. Nhấn vào cái thùng rác nha. Đấy, các anh chị có thể nó có cái màu nó hơi phân biệt một chút. Để thêm cái cấp con của cái menu chính thì nó có cái màu đen. Thêm cấp con của cái menu con thì là có màu xanh nhạt. Thêm cấp con của cái menu con ấy, là cấp cháu ấy, thì nó có một màu đỏ đây. Hơi đỏ nhạt đây ạ. Được chưa? Chúng ta muốn xóa, chúng ta sẽ vào cái nút xóa ở ô cuối ạ. Tương tự, Thùy sẽ dành ra khoảng 5 phút. Chúng ta sẽ luyện tập cái phần là thêm menu chính, thêm cấp con, thêm cấp cháu nha. Thứ nhất là mình sẽ nhắc lại là ví dụ mình nhìn thấy ở mỗi trang này nó có một menu chính, 2, 3, 4, 5, 6 menu chính đúng không ạ? Thì chúng ta cũng sẽ tạo ở đây với số thứ tự từ 6 xuống nhỉ? 6, 5, 4, cái ô thứ tự đây ạ. 6, 5, 4, 3, 2. Đúng không ạ? Nó cao từ cao xuống thấp thì càng số ở cao thì nó sẽ ở bên tay trái và ở phía trên. Trên tay trái được chưa ạ? Tiếp theo, nếu muốn thêm cái menu gốc, menu chính ấy, thì chúng ta phải nhấn vào cái phím, nhấn vào cái dấu cộng có chữ thêm cấp gốc. Được chưa ạ? Chúng ta muốn thêm cấp con của cái menu chính thì chúng ta cứ nhìn thấy cái ô có chữ thêm cấp con bằng được cùng dòng với cái ô menu chính, chúng ta nhấn vào đấy. Xong đó chúng ta điền tên của cái cấp con muốn đặt. Ví dụ chương trình bảo hiểm là có vừa nãy chương trình bảo hiểm là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe này, bảo hiểm cho cả gia đình này, bảo hiểm thứ tự 6. Đấy, thêm một cái cấp con của chương trình bảo hiểm. Nếu muốn thêm cái cấp con của cái bảo hiểm chăm sóc sức khỏe này thì chúng ta lại gióng cùng dòng ra, nó có chữ thêm cấp con màu xanh nhỏ. Chúng ta nhấn vào đấy thì nó sẽ hiện ra một bảng, mình chỉ đặt tên thôi. Chăm sóc trẻ em này. Đó, số thứ tự mình cứ cho từ cao xuống thấp. Được chưa ạ? Muốn thêm một cái cấp con nữa là vào chăm sóc người già ốm đau. Thứ tự vừa lấy thứ tự 5, bây giờ mình thứ tự 4 nó ở dưới. Đó. Thì mình đã tạo được thêm hai cấp con này rồi. Được chưa ạ? Cái bước này, cái bước đổi menu này chúng ta sẽ dừng ít phút để các anh chị chúng ta thực tập và sẽ có gì không hiểu thì nhắn lên khung chat nhé. Ai đổi được menu rồi thì chúng ta nhấn phím 2, phím 3, còn ai chưa đổi được nhấn phím 0 nhé. Bạn Gia Phước mới vào à? Bạn đã có đường link tạo web chưa? Đường link web chưa? Quá, đã học được gần 1 tiếng rồi mà. Rồi, đợi chút nha, bạn Trần Trưng Gia Phước là bạn vào web này. Bạn vào cái tham gia vào group Zalo web nha. Xong bạn điền vào cái form này giúp Thùy. Điền vào cái form đăng ký này, tên ngành hàng, tên của bạn rồi Gmail để bên mình sẽ tạo cho bạn một cái web. Bạn cứ điền form đăng ký đi ạ. Được chưa? Rồi bây giờ mình sẽ nghỉ một ít phút, sẽ dừng một ít phút để các anh chị chúng ta thực tập cái việc thêm menu được không ạ? Và đều hoàn toàn có thể chỉnh sửa được ạ. Cứ viết sai cũng được nhưng mà phải hiểu cái bước đấy. Muốn chỉnh sửa tên của cái menu mình chỉ cần nhấn vào và mình đánh lại thôi, xong mình cập nhật là nó sẽ xong hết. Thay hết cái menu này chúng ta nhớ có một cái bước cuối cùng là chữ cập nhật nhá. Chúng ta nhấn vào cập nhật thì để ví dụ có tắt đi nó cũng sẽ được lưu lại. Cập nhật chung nhá. Ra thực tập đi ạ. Anh cố gắng là các cô chú anh chị ứng viên chúng ta phải tự tập, phải tập nhiều, luyện tập thì nó sẽ thành thói quen, và khi mà tự tập nó có nhiều lỗi sai ấy, thì chúng ta mới hỏi luôn thì trên lớp các thầy cô giáo sẽ giải đáp luôn để giúp anh chị nhớ lâu. Nếu mà chúng ta chỉ ngồi nghe mà không thực hành ấy, thì rất là phí một buổi học mà xong nó lại đến khi mà mình về nhà mình mới làm ấy không biết hỏi ở đâu thì nó lại mất công. Mà mình đến đây để ngồi học rồi thì cố gắng chúng ta rèn luyện, mà biết làm rồi chúng ta cũng rèn luyện lại vài lần và có thể chỉnh sửa cho menu của mình nó chỉn chu hơn, nó đẹp hơn. Để cố gắng là ít nhất học khoảng độ một tuần là chúng ta ok về cái việc là tuần là có 2 buổi đúng không ạ? Cố gắng học 4 buổi là 2 tuần là chúng ta có thể tạo được cái trang web cho riêng mình. Thêm menu, ở đây là menu chính không phải menu sản phẩm nhá. Chúng ta sẽ phân biệt hai khái niệm, menu sản phẩm với menu chính. Được chưa ạ? Đây ạ, cái trang chủ này, chương trình bảo hiểm, khuyến mại, giới thiệu, liên hệ tuyển dụng, nó là menu chính nhá. Đấy, thì trong cái menu chính này nó sẽ là cái tổng quan về cái trang web, tổng quan về công ty, tổng quan về các chương trình rồi các cái chính sách chiến dịch của công ty. Còn cái menu sản phẩm nó chỉ là một cái nhỏ nằm trong cái menu chính. Thì ví dụ trong cái chương trình bảo hiểm này nó là menu chính, thì trong đây nó có các sản phẩm là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, bảo hiểm cho cả gia đình, đây chính là menu sản phẩm nhé. Đó, chúng ta nên phân định hai cái khái niệm đấy. Đây, các cái chữ mình thì đã có viết hoa lên là cái menu chính. Thì cái menu chính này mình muốn thêm thì mình vào chữ thêm cấp gốc. Thì menu sản phẩm mình sẽ hướng dẫn sau. Cố gắng thực tập, thay đổi sai cũng được. Đấy, sau đó là sai sửa. Đấy. Nhưng mà cũng mình cảm thấy rất là nếu mà các anh chị chúng ta mà từ một dân không chuyên mà có thể tự mình sửa được, thiết kế một cái web thì thấy rất là mừng đấy ạ. bởi vì là các chị phải thấy rằng là nếu mà cái việc mà chúng ta thiết kế S thì tiết kiệm cho mình rất là nhiều đấy ạ. Nhưng tuy nhiên nó còn những cái bước sau, ví dụ như là cái phải mua tên miền rồi thuê hosting rồi là những cái khác ở phần sau nữa. Nhưng mà tuy nhiên cái việc mà mình có thể tự thiết kế, tự chỉnh sửa được ấy, nó đã giúp cho mình cái khâu thiết kế là nó được 60% rồi. Đấy. Thì khi mình tự thiết kế, mình tự chỉnh sửa trên web ấy, thì có thể mình không có thời gian để mình làm được giao diện, có thể mình đi thuê bên khác để làm cho mình giao diện, nhưng mình vẫn có thể là hiểu được về các web nên mình có thể biết được họ làm chỗ nào chưa đúng, làm chỗ nào sai. Mình bình thường là mình sẽ về mình sẽ tự chỉnh sửa lại theo ý của mình, thì nó sẽ không bị phụ thuộc vào cái bên mà mình thuê thiết kế giao diện. Rồi ạ. Cho mình hỏi bạn Phước đã vào nhóm chưa? Phước đã vào nhóm Zalo chưa? Bạn Trương Gia Phước này. Máy nào không vào được ạ? À? Bạn đang vào bằng máy tính à? À, bằng điện thoại à? Chúng ta phải học trên máy tính nha, không học trên điện thoại đâu. Điện thoại các bạn chỉ xem được thôi, xem học được thôi chứ còn. Vâng. Bạn Phước điền form chưa ạ? Phước điền form nha. Đội hỗ trợ cố gắng tạo cho bạn Phước một cái web để bạn có thể tham gia vào buổi ngày hôm nay luôn. Được chưa ạ? Cái bước đổi menu chính này có chú anh chị ứng viên nào không hiểu không ạ? Không làm được không ạ? Có ai muốn chia sẻ màn hình không ạ? Muốn chia sẻ màn hình về cái bước làm thêm menu con không? Thêm menu gốc không ạ? Để em tắt xe để cho. Có ai muốn chia sẻ màn hình không ạ? Bạn Phước ơi, chưa thấy tên bạn ở trong form đăng ký à? Tên bạn là gì ở trong form? Gmail của bạn là gì? Có anh chị nào chúng ta muốn chia sẻ màn hình để tạo menu không ạ? Cô Hương mới đã chỉnh sửa được menu chưa? Cô có muốn chia sẻ màn hình không? À, bạn Phước đăng ký form rồi đúng không ạ? Để chị nhìn form xem là bạn Phước đã có ở trong form chưa nha. À, cô Hương chia sẻ màn hình đúng không ạ? Vâng, được rồi ạ. Mình sẽ tắt rồi ạ. Cô Hương để đợi một chút. Cô Hương xem màn hình đi ạ. Em đã mở mic rồi đấy. Mở. Cô ơi, đây. Ví dụ như em chọn, sau khi chọn một cái hình đại diện như thế này. Đấy. Ok. Rồi. Vâng. Sau đó vào website đúng không? Đúng rồi. Cô đang mở trên, có phải là mở trên Chrome đâu. Cô đang mở trên một cái tab. Ở đây là em. Cô đang mở trên cái này, nó giao diện này khó nhìn. Cô tắt hết cái tab này đi. Vâng. Cô tắt giúp cháu hết cái tab này đi. Không, cô tắt hẳn cái Chrome này đi ạ. Tắt hẳn. Vâng. Rồi ạ. Cô copy cái đường link mà ban tổ chức gửi cho cô trong nhóm ấy. Cô copy cái đường link đấy đi. Trong nhóm Zalo ấy. Đăng nhập. Đăng ký này. Cô phải lưu copy cái tên của cô ra chỗ một cái nào đấy nữa phải tìm lại chưa? À, đây ạ. Vào Google thường đấy hả cô? Vâng, cô vào Google Chrome ạ. Cô copy cái đường link lên Google Chrome đi. Cô nhấn vào cái đường link đấy nó thì nó sẽ tiện, tại vì chắc là cô đang ở Win 10. Cô copy cái đường link vào Chrome ạ. Rồi, cô nhập mật khẩu đi. Thấy chưa, cô mở to cái tab lên. Cô mở to đấy, cô mở to cái dấu vuông ở trên ấy, dấu vuông ở trên cùng cạnh dấu trừ ấy, nó mở to cái tab lên, không trên nữa. À, không phải cái đấy. À, rồi lên lên. Bang đang bị chê cô ạ. Dạ. Đây rồi, đây rồi. Đấy đúng rồi, đấy. Ở đây cô đang mở nhầm tab. Mở nhầm, cô tắt đi, tắt cái Canva đi. Rồi, cô mở to cái tab này lên, trên nữa. Bị chê. À, bị chê vào. Đó. Đấy, bây giờ cô nhìn thấy giống của cháu chưa? Vừa lấy cô mở nhầm nó sẽ. Đấy. Vừa nãy em mở cũng thế này. Rồi bây giờ vào trang chủ. Đấy, được chưa ạ? Vâng. Cái này là cái trang của mình. Phải cái này không cô nhỉ? Cái này là vừa nãy em chọn ở bên kia thì bây giờ nó cũng ra đây. Cô đang ngành hàng gì? Đây, em đang chọn cái form này. Đấy. Cô phải chọn ngành hàng. Rồi cô vào web đi ạ. Quay vào web. Vào chữ web. Vào web không? Dưới chữ có chữ vào web ấy ạ. Vâng. Rồi ạ. Đấy chưa ạ? Vâng. Nó sẽ hiện ra cho mình một trang này. Mình muốn chỉnh sửa menu của nó. Ví dụ mình muốn thêm chữ tuyển dụng đằng sau chữ liên hệ đúng không? Ở đây nó có ba cái menu chính là trang chủ này, giới thiệu, liên hệ đúng không? Vâng. Bây giờ cô nhìn sang bên góc phải, góc bên cạnh nó có chữ vào trang quản trị, cô nhấn vào chữ đấy. vào trang quản trị đấy, cô nhấn vào đấy, được chưa? Rồi nó sẽ hiện ra cho mình cái trang này đó. Thì cô sẽ vào cái phần sửa menu, rồi ạ. Đó, thì bây giờ cô muốn, cô nhìn này, cô nhìn kỹ này, bên từ từ hãng bấm nhá, đừng hãng bấm này. Cái ô, cái cột đầu tiên thứ tự 3, 2, 1 này, cô nhìn thấy chưa? Vâng. Đó chính là số thứ tự, cứ trừ trên, nếu mà càng cao thì càng ở phía trên ở bên trái, được chưa? Vâng, vâng. Ví dụ bây giờ cô muốn thêm một cái chữ tuyển dụng ở dưới chữ liên hệ, đúng không ạ? Thì bây giờ cô phải sửa cái thứ tự này trước. Còn ví dụ trang chủ cô cho lên là số 5, số 4, số 3, số 2, đúng không ạ? Thì chữ tuyển dụng mình tí mình để mình, cô nhấn con chuột không? Nhấn chuột vào số 3 đi ạ. Góc trái ạ. Đấy, cô sửa thứ tự của nó đi. Cô sửa thành số 5. 543 đấy ạ. Để làm sao mình tí cái sau mình học mơ cũng được. Đây ạ. Vâng. Tiếp tục xuống chữ giới thiệu. Đấy, mình sửa cho nó. Không, mình sửa thứ tự đã. Mình cứ sửa thứ tự đi. Đây là sản phẩm khác rồi ạ. Cái đấy không quan tâm, mình đang quan tâm đến 3 menu chính là trang chủ, giới thiệu, liên hệ, đúng không ạ? Vâng. Cái đấy mình không động đến nhá. Mình đang quan tâm đến 3 cái menu chính, đúng không ạ? Mình đã sửa, bây giờ mình muốn thêm cái chữ tuyển dụng, đúng không ạ? Vào dưới liên hệ, đúng không ạ? Cô nhìn lên phía trên có chữ thêm cấp gốc. Thêm cấp gốc. Rồi, đúng rồi, cô vấn vào đấy đi ạ. Rồi bây giờ cô thêm chữ tuyển dụng. Rồi ạ, xuống thứ tự cô cho số 2. Rồi, ấn đồng ý. Rồi, cập nhật thành công, cô lại vào web, để xem. Vào web xem nó đã thêm những tuyển dụng chưa. Vào rồi, nhưng cái tuyển dụng này cô đang bị... Nó lại vào số... Rồi, tại vì vừa nãy cô chưa cập nhật. Rồi cô quay lại, vào trang quản trị, lại tiếp tục không? Vào trang quản trị. Chữ vàng, Rồi, vào sửa menu, dưới. Rồi bây giờ cô nhìn thứ tự xem nào, tuyển dụng nó đang cũng là số 2. Vừa nãy nhá. Cô sau khi cô sửa thứ tự cô bị ấn cái cặp cái không. Cô nhìn cô cứ sửa thứ tự ở phía trên lại đi, số trang chủ ở số 5 đi. Số 5. Rồi, tuyển dụng cô cho số 2, tuyển dụng số 2. Rồi, giới thiệu số 4. Đến lại số 3. Cho số 3. Rồi cô ấn vào chữ cập nhật phía dưới màu xanh nữa này. Đấy, phải nhớ sau khi đổi là con như cập nhật như thế. Rồi bây giờ cô quay vào web đi xem nó ra không. Chờ một chút, chắc là do mạng. Cô ấn F5 đi. Ấn F5, F5 trên bàn phím ấy. Rồi, ra rồi đây cô ạ. Được rồi ạ. Đấy, cô nhìn thấy chưa? Bây giờ cái cô hiểu cái menu chính nó như nào chưa? Vâng. Rồi, bây giờ tiếp tục cô vào quản trị. Cho em hỏi luôn. Thế thì mỗi một lần thêm một cái menu chính này này thì là mỗi một lần là cập nhật, thêm một menu là cập nhật một lần ạ? Đúng rồi ạ. Cứ chỉnh sửa lại phải ấn cập nhật để nó chỉnh sửa. Rồi, rồi cô cứ nói đi. Vâng, em đang hỏi ví dụ như là mình thêm 2 cái menu đó xong cập nhật một lần có được không? Được ạ. Cô vào trang quản trị đi. Cô vào trang đây đấy rồi ạ. Vào sửa menu. Rồi bây giờ cô cứ thêm cấp gốc đi. Thêm cấp gốc tiếp đi ạ. Cô vào cái chữ thêm cấp gốc phía trên. Rồi. Đấy, cô thêm 3 lần, 4 lần xong cô cập nhật cũng không sao cả. Dẫn chẳng hạn. Dẫn là số 1. Số 1. Lại ấn thêm cấp gốc, chưa ấn cập nhật cũng được. Cô ấn thêm cấp gốc được. Lại ấn cập nhật. Xong lại thêm cấp gốc. Đấy. Đấy, cô lại ấn thêm cấp gốc. Dù ở đây cô cho là giới thiệu đi. Không phải giới thiệu mà đây là rồi khuyến mại. Thứ tự này là số 0. Đúng không? Đồng ý. Rồi, ấn cập nhật. Rồi, bây giờ cô vào web. Được chưa ạ? Vâng. Thế là cô hiểu rồi ạ. Thế còn thêm cấp con cô đã biết cách thêm chưa? Vâng. Thế cô lại vào trang quản trị. Bây giờ ví dụ như là cái cấp con, ví dụ như là cái ô trang chủ ấy, mình cái ô giới thiệu ấy, cô vào sửa menu này, vào sửa menu dưới sửa menu. Rồi đúng không ạ? Cô nhìn này, cái menu chính của mình gồm có trang chủ, giới thiệu, liên hệ, tuyển dụng, hướng dẫn, khuyến mại là menu chính đúng không ạ? Vâng. Thì trong từng cái menu này mình muốn thêm các cái cấp con, tức là menu con ấy, thì mình sẽ vào chữ thêm cấp con. Ví dụ ở trang chủ này mình muốn thêm là về công ty chẳng hạn, mình ấn vào chữ thêm cấp con. Rồi mình đánh chữ về công ty chẳng hạn. Thì mình cũng thứ tự từ cao xuống thấp, mình cứ cho từ 3 này chẳng hạn. Không, số 10 hoặc số 3 cũng được. Đấy. Thì ví dụ thôi. Đây, ví dụ nhá. Đấy, rồi cô lại thêm cấp con tiếp. Phía trên nhá. Trên cùng với chữ trang chủ. Đấy. Rồi, cô đánh tiếp đi ạ. Ví dụ như là về sản phẩm đi, cô chữ sản phẩm đi. Thứ tự số 2. Rồi, cô ấn đồng ý được chưa ạ? Vâng. Cô nhớ này, thêm cấp con của cái menu chính thì cái dòng cấp con này nó sẽ bằng với dòng trang chủ cái menu chính. Còn cô muốn thêm cấp con của cái chữ công ty thì cô lại ấn xuống dưới cái chữ thêm cấp con bằng với chữ công ty á. Vâng, đấy, vâng. Cô nhấn vào thêm cấp con chỗ công ty xem. Đấy, đấy chỗ đấy là lại thêm. Đấy, thì cô ví dụ công ty A đi, công ty A, công ty B, công ty C, ba cấp con đấy. Thì lại số thứ tự từ cao xuống thấp. 3 chẳng hạn. Vâng. Đấy, cô nhìn thấy chữ đỏ chưa? Nhìn thấy chữ đỏ công ty A rồi đấy. Cứ muốn thêm cái cấp con của cái đấy thì cô lại phải công ty B. Này. Rồi, được chưa ạ? Đấy, thế thì bây giờ cô sẽ ấn cập nhật. Và sản phẩm cô muốn thêm cấp con. Vâng. Đấy, cô ấn cập nhật, sau đó vào web. Để xem lại xem là nó hiện ra chưa. Rồi, cô ấn vào chữ trang chủ đi. Đưa chuột vào trang chủ. Rồi, có công ty rồi đúng không ạ? Không, mình không ấn vào đấy, mình chỉ nó hiện thôi. Mình để cho nó hiện chữ công ty và sản phẩm. Rồi xong rồi cô lại ấn vào, cô phải ấn chữ công ty nữa, nó sẽ hiện ra cái cấp con của công ty đấy, công ty A, B. Đấy, cô hình dung ra cấp con chưa? Cô ấn vào chữ sản phẩm, nó sẽ ra. Đấy, sản phẩm vừa nãy cô để cấp con là gì đấy? Không để đúng không? Sản phẩm em. Đấy thì cô hiểu thế nào là cấp con cấp rồi ạ. Vâng. Rồi thế cái bước này, cảm ơn cô giáo. Cái bước back up thì cô đã nhớ chưa? Nhớ rồi ạ. Đấy, cái bước đấy ví dụ cô sửa xong như này rồi nhá. Cô chỉ ví dụ vì sợ mà mình sẽ bị mất thiết kế thì cô phải vào back up, mình phải có vào back up để cho nó lưu lại cái mình đã sửa. Được chưa ạ? Thế cô tắt màn hình nhá. Cảm ơn cô. Có anh chị nào có câu hỏi không ạ? Về cái bước sửa menu này có chú anh chị học viên nào chúng ta hỏi thêm không ạ, để em đi tiếp ạ. Có ai không làm được không ạ? Bạn Phước mới vào, bạn Phước chắc là chưa làm được đúng không ạ? Em sẽ ôn lại bốn cái bước này nha. Bạn Phương đăng nhập giúp mình này, copy cái đường link giống như mình vừa hướng dẫn cô Hương ấy, copy cái đường link đã tạo ở trong nhóm vào Google, nhập mật khẩu 1234. Được chưa ạ? Bạn vào được cái bước có cái giao diện nhập mật khẩu, xong nó ra một cái giao diện như này chưa ạ? Bạn nhấn số 1 giúp mình. Mình sẽ copy đường link này. Muốn thoát khỏi cái trang web thì ở cái góc phải của cái trang chủ giao diện nó có cái chữ thoát nhá. Mình nhấn vào chữ thoát này. Đấy, còn lại là những bạn nào vào sau thì có thể mình sẽ tham dự vào buổi học khác nhé. Bây giờ cũng đã lố giờ của các anh chị rồi nên là các bạn phải nghe dự tính thôi, mình cũng không có thời gian để hướng dẫn lại nữa. Ví dụ các anh chị mà muốn tìm không biết chỗ nào thì ở bên cạnh cái chữ thoát nó có chữ dấu hỏi, dấu hướng dẫn này ạ. Chúng ta sẽ vào đấy để đọc nha. Đây, hướng dẫn này, các khái niệm về quản trị ép này, sản phẩm, danh mục sản phẩm là gì này, cách thêm sửa chi tiết sản phẩm, tùy chọn sản phẩm, hướng dẫn làm menu dạng bảng này, tùy chọn hệ thống này, phiên bản Mobi, tất cả là còn nằm trên hướng dẫn rồi. Chúng ta sẽ vào cái ô góc phải phía 1 giờ cạnh chữ thoát đấy ạ. Chúng ta xem ví dụ hướng dẫn làm menu dạng bảng này. Đấy, chúng ta chỉ cần ví dụ chúng ta muốn làm một cái bảng như thế này thì chia làm 3 cột thì sẽ làm cách nào, thì các bạn sẽ vào giao diện này, bố cục chức năng và thêm một chức năng mới ở cấp gốc. Đây, đây là hướng dẫn đấy ạ. Tất cả đều có hướng dẫn nha. Chúng ta sẽ về tham khảo thêm. Tuy nhiên thì những cái lớp này mình sẽ là những lớp cơ bản cầm tay chỉ việc. Vì thế là ngoài cái việc các bạn tự tìm hiểu. Cô Hương chưa tắt. Bạn nào chưa tắt mic nhỉ? Chúng ta sẽ tìm hiểu ngoài cái việc chúng ta học thêm, học hỏi thêm này. Và chúng ta sẽ học trên lớp nữa thì nó sẽ củng cố thêm cái kiến thức cho các chú anh chị giảng viên. Và một cái mà mình thấy học rất hiệu quả đó là copy, định luật Mo, đúng không ạ? Chúng ta đi copy sáng tạo, tức là chúng ta học hỏi những cái web đi trước, những cái trang web đi trước người ta đã có việc nghiên cứu rồi, làm rồi, mình thấy cái gì mà nó hay chúng ta học hỏi, đúng chưa ạ? Chúng ta học hỏi cách làm và sửa thành nó là thành của mình. Tiếp theo, sau cái bước mà tạo menu rồi, chúng ta chỉnh sửa giao diện rồi, thì cái việc chỉnh sửa tiếp theo là chúng ta có sửa hình ảnh, đúng không? Sửa hình ảnh, sửa bài viết, rồi các cái thông tin, rồi liên kết web, đúng không ạ? Thì bây giờ mình thì sẽ hướng dẫn cô chú chúng ta đổi một cái hình ảnh nhá. Đổi một cái hình ảnh ở trên cái trang web này. Đó, ví dụ là cái app của mình đang có một cái ảnh, logo ở chỗ này. Đúng không ạ? Mình sẽ nhấn vào đây. Nhấn vào cái bút ở ngay khi nào mà chúng ta muốn chỉnh sửa trực tiếp ở trên web nhé. Thì chúng ta sẽ nhìn vào cái ô chữ quản lý trực tiếp này. Chúng ta nhấn vào đấy. Đấy. Ví dụ các anh chị chúng ta nhìn thấy mình đang là chữ là ngừng quản lý trực tiếp. Tức là lúc này cái trang web là cái trang web, nó sẽ là cái trang web được, nó là cái trang web mà nó sẽ xuất hiện khi mà chúng ta gửi cái đường link đi để mọi người có thể nhìn được giao diện web. Còn nếu mình muốn chỉnh sửa trực tiếp trên cái giao diện này thì chúng ta nhấn vào cái chữ ngừng quản lý trực tiếp. Thì lúc này tất cả những cái ô màu, ô hình ảnh, ô chữ nó đều có những nét đứt như này. Thì lúc này mình có thể chỉnh sửa trực tiếp ở trên đây nhá. Hay mình muốn thay đổi cái logo giao diện này, mình sẽ vào luôn cái bút này. Đấy. Cái phần ảnh này là nó có cái phần upload mới này. Đấy. Thì mình sẽ thêm ảnh mới, hoặc là mình xóa. Mình xóa ảnh này đi. Mình xóa này. Đấy, xóa ảnh đi này. Sau đó mình thêm một cái ảnh mới. Mình nhấn vào đây. Đấy, mình ví dụ mình thêm một cái ở đây là có sẵn ở bên này đó, mình sẽ thêm trong máy tính thì mình sẽ chọn vào cái chữ chọn tệp. Mình sẽ chọn một cái logo ở trong máy tính. Đây, mình sẽ chọn một cái logo Bitsystem. Đó, sau khi đã xuất hiện ở chỗ này, xuất hiện một cái này thì mình sẽ chọn là ghi đè file nếu trùng tên này. Được chưa? Chọn ảnh và nhấn vào chữ chèn URL. Hôm nay cái ảnh của mình đã được chèn vào đây ạ. Sau đó mình nhấn vào chữ lưu cấu hình ở phía góc dưới đấy ạ. Nó hiện chữ cập nhật thành công. Mình sẽ vào web để xem nha. Đó, lúc này mình đã chèn được cái logo ở đây rồi ạ. Tương tự tất cả những cái kia mình đều chỉnh sửa được ạ. Rồi ạ, bây giờ mình sẽ có mấy phút để thực tập thay một cái logo nha. Thì chúng ta thực tập thay một cái logo hoặc một cái hình ảnh nhỏ nhỏ ở cái góc trên này đi. Chúng ta thực tập thay logo. Đó. Ví dụ ở đây mình có nhìn thấy là cái hình ảnh chạy chạy này thì nó là hình ảnh gallery. Đấy, ví dụ chúng ta muốn sửa bất kỳ một cái logo nào nó có cái bút này này, mình đều sửa được ạ. Hoặc ví dụ như là mình muốn thêm cái ảnh ở cái chữ trang chủ này, mình muốn thêm một cái ảnh ở phía trên trang chủ này chẳng hạn. Mình cứ ấn vào cái bút nha. Sau đó mình vào cái cuối cạnh chữ thấp gấp con này, mình có cái ô ảnh này này. Mình ấp loạt ảnh này. Enter. Cập nhật vào em. Nó không hiện à? Còn yêu hả? Nhưng mà nhiều quá. Ở đây phải tích vào đây. Cập nhật thành công à? Báo ép xem lại. Không được. Đấy, phần nào không biết thì lại nhấn vào hướng dẫn thôi. Đó. Thay hình banner đúng không ạ? Cái banner to này đúng không ạ? Cái banner này nó thuộc vào một cái thay, tức là thay giống như một cái section ấy. Đấy, thì mình sẽ vào cái trang quản trị và giao diện. Chọn bố cục chức năng. Được chưa? Thì ở cái ô chứa đây, ở cái ảnh này, ảnh và slide này, tức là chạy đấy, nó có hai ảnh này. Đấy. Đây chúng ta sẽ nhấn vào để chỉnh sửa. Đây ảnh slide này, 5 ảnh này. Đây không phải cái này. Đây nó có 5 ảnh rồi. Tức là Các cô chú anh chị, chúng ta nhìn thấy rằng là ở cái ô menu, ở cái ô này này thì cái dòng ở phía trên này đây có cái nét đứt này, nó chia ra thành các cái ô, các cái tab đấy ạ. Thì đây là cái bước mà thay đổi cái giao diện. Chúng ta sẽ vào cái phần giao diện, chúng ta sẽ vào giao diện này, ở bố cục chức năng này. Đấy, chúng ta chỉ có chữ thêm từ thư viện được này, thêm chức năng này, nội dung giữa này, chúng ta kéo thả vào đây. Thì ở cái bước này, những cái bước nâng cao ấy, thì mình sẽ hẹn là các anh chị chúng ta vào nó ở cái phần nâng cao một chút. Thì hôm nay mình sẽ chỉ hướng dẫn một cái, thêm cái ảnh nó đơn giản để các anh chị chúng ta hình dung được cách thay một cái ảnh nó đơn giản. Còn cái ảnh gallery là ảnh chạy, nó ở một cái nâng cao hơn nữa nha. Đây thì hướng dẫn đây, Thùy sẽ hướng dẫn làm cái này, thay chữ bảo hiểm nhân thọ này, bạn có quan tâm này, nó là một cái tab nó ảnh bình thường. Còn cái ảnh chạy gallery này nó là một cái ảnh ở cái chỉnh sửa cao hơn. Thì sẽ hướng dẫn là thay được cái chữ này, bảo hiểm nhân thọ bạn có quan tâm này. Đó. Ở đây thì cái ô này này mình sẽ chụp lại và mình chỉnh sửa nó trên Canva nha. Đó là những cái thủ thuật thôi. Đó, thì mình sẽ xem cái kích thước của cái mình vừa chụp, nó là kích thước bao nhiêu. Có thể cũng không cần dùng kích thước này, mình có thể to hơn hoặc rộng hơn cũng được. Đây mình đang ví dụ để các anh chị chúng ta hình dung. Thì ở đây nó đang có kích thước là 1343 x 108, 08 đúng không ạ? Đấy, sau đó mình sẽ lên Canva để mình sẽ tạo một cái thiết kế. Và độ rộng là 1343 108 pixel. Rồi, mình sẽ đổi màu này, cho màu đỏ cho nó đẹp. Thêm chữ này, mình chỉ ví dụ thôi nha. Được chưa? Đó, sau đó mình tải về. Sau đó mình upload lên như là em đã vừa hướng dẫn chúng ta tải thay hình ở trong máy tính nhá. Rồi bây giờ mình sẽ thay nó nha. Thay ảnh nha. Đúng không ạ? Ra vào cái bút này. Ảnh chính này. Đó, chúng ta sẽ chọn tệp ghi đè này, chọn tệp này và lấy cái ảnh mà mình vừa mới tải lên đây. ấn chữ chèn URL, ấn lưu cấu hình, cập nhật thành công, vào web để xem lại. Cái này là hơi bị to hơn, bị bé hơn. Thế mình sẽ xóa, nó ghi đè rồi mà vẫn chưa được. Mình xóa cái... thì lại phải vào giao diện để cho nhỏ cái kích thước đấy đi nhá. Thì cấu hình box này. Nó hơi ở phần nâng cao hơn một chút thì nó sẽ khó cho một số bạn. Cái này nó đang được thiết kế, nó không có một cái cấu hình khác nữa là phải đăng ký tư vấn. Lấy kích thước 108. Em bị nhầm kích thước đúng không? Thôi đấy là cái bước mà các cô chú có thể hình dung là mình có thể thay được nhá. Em chỉ hướng dẫn cái công cụ thôi, là cái cách mà mình có thể được ấy. Còn cái bước mà thay đổi giao diện, sửa giao diện như em vừa nói là vào cái phần giao diện này, nó ở phần nâng cao hơn này. Đây này. Đấy, nó cái phần bố cục chức năng này. Đấy, các cô chú nhìn vào đây nó cũng như là một cái ma trận này. Nó sẽ nâng cao hơn một chút, mình có sửa được. Mình gắn link này, gắn đường liên kết này, gắn các cái tab vào đây này thì nó sẽ là vào cái phần cái này em đang tìm cái chỗ để xóa, cắt nó đi mà lại chưa nhìn thấy. Mình sửa trực tiếp trên cái của họ luôn đúng không? Của họ nó là hình mà chú. Của họ nó là một gọi chữ nơi chứ. Đây nha. Đấy, thấy cô mở thấy có chữ gõ mà. Nó là bài viết. Đây ạ. Đây. Đây chữ của họ đây là bài viết kèm thêm nó một cái nền xanh. Và thêm một nội dung chữ ở trên. Thì mình có thể sửa được ạ. Những cái này có thể sửa được đây, mình cho sửa. Mình chẳng muốn là thay cả cái hình xanh đấy để mọi người hình dung cái cách. Trên cái cũ mình không đổi hình đổi màu được à? Ví dụ màu của họ đã màu xanh, mình sửa trực tiếp, nó có cái chỗ để sửa thành màu đỏ chẳng hạn. Thì mình cứ vì ở đây cái chữ thì được thì mình xóa đi ạ. Không, ở đây cho xóa ảnh của họ đi nhá, xóa ảnh của mình đi nhá, thì mình đơn giản là mình xóa, mình không cần đấy, mình dựa vào cái của họ, mình ví dụ cái màu xanh được ạ, đang nền xanh thì mình chuyển sang thành nền đỏ, cái chữ của họ đang viết nên mình viết sang chữ khác thôi. Cái nền này nếu mà nó là một file ảnh thì mình không sửa được ạ, chú hiểu không? Nếu mà cái nền xanh nó là một cái file ảnh thì mình không sửa được. Nhưng chỗ đó là file ảnh hay là file chữ? Tại vì thấy có chữ rõ tức là vẫn có phải đâu phải file ảnh đấy. Câu chữ dưới này là chúng tôi cảm ơn bạn đã quan tâm, thì đấy là cái chữ chứ không phải file ảnh đâu. Chữ làm lên trên file ảnh màu xanh. Chú hiểu không ạ? Cái đấy là nó là một hình ảnh thiết kế ở một cái bên Canva chẳng hạn. Vậy là mình không sửa trực tiếp được. Tôi nghĩ nó chỉ là cái nền thôi, nền màu nền thôi thì mình sửa màu nền được. Chứ có phải nếu như có hình ảnh, các hình ảnh khác đấy thì nó phức tạp. Còn chỗ đấy chỉ có một cái nền màu nền xanh cũng với hai. Nền xanh nó là ảnh xanh rồi chứ không phải là cái ảnh BNG, ảnh trong suốt để mình có thể chỉnh sửa màu. Chú hình dung không ạ? Dạ. Ví dụ nó là đây này, chú nhìn này, file JPG nó là file JPG chính là file ảnh. Chứ nó không phải là một file trong suốt thì mình không thể thay đổi nền ảnh được ạ. Nó là một ảnh nền. Chú hình không? Đó thì nó làm ảnh nền. Thì trên cái ảnh nền đấy người ta có thể gắn được. Thứ nhất là đây HTML, tức là mình gắn được chữ lên trên nền đấy này. Mình xóa cái ảnh chính này đi. Xóa đi. Đây là cháu đang ở cái ảnh BNG này. Kiểu chữ bốc này. Mình xóa rồi. nãy là cô xóa là cái ảnh của mình làm, của cô vừa làm. Vâng, đây em đang xóa đi mà nó không chưa xóa được. Xóa đi xem làm sao. Cũng không xóa được. À, cái này đấy nó cũng đang giống như một như landing page, nó gắn một cái nút bấm ở đây này thì nó ở cái phần cấu hình cao hơn ấy, là nó sẽ gắn được cái nút bấm này, nó thêm được một chữ đoạn văn bản ngắn này. Nhưng còn cái nền màu xanh ấy thì em nghĩ là mình sẽ thay thế được nền, được ảnh, như là vào phần ảnh để thay thế. Nhưng ở đây thì em đang nhìn nó cái phần vừa em xóa đi rồi, bây giờ chưa nhìn thấy cái chỗ để mình có thể xóa được cái này. Đấy, cấu hình nâng cao này. Cấu hình bốc này. Cấu hình hộp. Nó có một cái chữ màu này này, có phải không? Đâu ạ? Màu nào á? Rồi em không, em xóa sao nó lại không xóa được cái nền đấy đi. Nó vẫn còn chữ. Xóa được cái ảnh cũ của họ à? Vâng. Mà vẫn xóa cái ảnh cũ. Đấy, giờ cô không tìm thấy ảnh cũ ở đâu rồi chứ. Không phải, tại vì nhiều khi là cô đặt cái ảnh mới đè lên cho nên là nhìn dưới nó vẫn có. Đây là bình thường như cái này này, bình thường em vào đây này, nó sẽ có cái chữ ảnh này để mình vào đây để mình thay thế, mình có chữ xóa đi này. Rồi, đúng rồi. Thì mình xóa được, sau đó mình thêm ảnh mới này. Đấy, thế nhưng mà ở cái bên này thì em chưa nhìn thấy. Nó là một cấu hình box, là một cấu hình nâng cao ấy, tức là người ta sẽ gắn cái đường này vào đây. Mình sẽ phải tìm có một cái bước để mình xóa đi, chứ nó không phải là xóa thông thường như một bức ảnh được. Đây khả năng họ cho liệt rồi. Không, nó ở một cái, tức là nó có một chức năng khác thì mình chưa tìm ra cái chức năng đấy thôi, để cách sửa thôi ạ. Còn cách sửa ảnh đơn giản, ví dụ cái hình ảnh này là đều sửa được ạ. Nó là cái file ảnh mà thì đều sửa được nhé. Đây đi sửa cái chữ đây, ví dụ cái facebook.g+ này mình vào đây là mình đều sửa được. Đây nó có hiện như này thì ví dụ em muốn xóa thì em nhấn vào xóa này. Cho mình sửa này. Nó đều sửa được. Nó là file ảnh. Còn nó ở một cái dạng, em nghĩ là ở cái dạng mà nó có hiện chữ và nút bấm, nó giống như là gắn một cái đường link khác, nó cao, nó sẽ là chức năng khác ấy. Nó mà cấu hình là mình phải đặt tự động, nó giống như tự động, mình phải vào đúng chức năng đấy để mình mới xóa được. Còn ví dụ từng cái ảnh này đều thay thế được này. Cái ảnh này ví dụ tạo dựng tài sản, đầu tư, hiệu quả, mình nhấn vào đây này. Đấy, ví dụ mình xóa ảnh này đi này, mình thêm ảnh này. Mình thêm một cái ảnh sản phẩm vào đây nhỉ. Đấy, một cái ví dụ nào cũng được đấy cô ạ. Đây em đang ví dụ này. Thêm một cái ảnh ví dụ, em vào ấn vào chữ ghi đè này. Chọn chèn URL này. Lưu cấu hình này. Cập nhật thành công này, vào web này. Đây. Cái ảnh của em vừa ghi. Nó chưa kịp tải lên. Hoặc chắc là cái định dạng này nó chỗ... Không. Đây đúng cái chỗ này, nhưng vì cái ảnh của em chọn nó bị tức là nó nặng quá, dung lượng nó nặng quá. Đây để em chọn cái ảnh khác. Hay là nó bắt buộc phải có cái đuôi hay gì là landing page ở đấy cô. Cái đấy là chỉ là ảnh thôi ạ, nó không phải landing page ạ. Có khi nào họ đặt vào ví dụ đấy là một cái ảnh trong, rồi khi kích vào nó lại ra một cái landing page khác không ạ? Có đấy, đấy là mình tạo nút bấm đấy ạ, đấy là cái gắn link đấy ạ, nó ở phần cao cấp hơn đấy chú. Đây là cái này nó là ảnh, lại còn một cái cấu hình nữa này. Thêm ảnh mới. Xem trước em. Đây thêm một cái ảnh nữa. Chắc là do mạng nó không hiện được lên kịp ấy. Tôi chọn cái ảnh nhẹ hơn. Đây đang chèn hai cái nhưng nó không hiện ra. Hình như ở cái file JPG. Hay là do cái đuôi ảnh không đúng? Không phải đâu. Đây mình có thể thêm ảnh mới này. Vẫn thêm được mà. Đấy chắc là do cái đuôi ảnh hoặc là cái dung lượng ấy, dung lượng của cái ảnh cho nó nặng. Bởi vì với mỗi cái web này nó chỉ cho mình web miễn phí của mình để cho có mỗi. Cô lấy cái ảnh lấy cái ảnh bên cạnh của họ xong rồi mình tải ra rồi đề vào đó. À, vâng, cái bước đấy thì là các bác chú là nắm được rồi thì chúng ta về tự sửa. Dạ thôi. Rồi còn cái bước nữa là sửa bài viết. Đó, thì là nó sẽ hướng dẫn để chúng ta sửa được bài viết ngắn, tiêu đề ngắn và dài. Đây chỉ là những cái công cụ nhỏ để chúng ta có thể làm được. Còn về các bước như là làm chuẩn SEO hay là gắn link rồi gắn cả trang fanpage, gắn video ấy, nó ở cái phần nâng cao hơn. Thì các cô chú có làm những cái bước nó cơ bản như này đã. Còn những cái bước nâng cao thì nó sẽ học của các buổi nâng cao ạ. Ví dụ là ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là có mấy bài viết này. Những cái bài viết ấy nó có sẽ chia ra bài viết tĩnh và bài viết động. Thì bài viết tĩnh là những bài viết ví dụ giới thiệu về công ty. Đây mình sẽ vào cái này. Đây, bài viết giới thiệu về công ty ạ. Nó có cái bài viết như này thì gọi đây là một bài viết động, bài viết tĩnh, tức là thường thì công ty sẽ không thay đổi đúng không ạ? Nó sẽ nằm ở cái ô giới thiệu này thường xuyên. Đấy, nên là nó là bài viết tĩnh. Còn các bài như bài về khuyến mại này, liên hệ, bài tuyển dụng này là những bài là bài viết động thì là sẽ thường xuyên thay đổi. Đó, mình cứ chia ra nhớ là hai bài viết như vậy thôi. Thì mình xem cách người ta viết bài viết tĩnh như nào, bài viết động như nào để mình sửa vào trong web của mình. Đấy, chương trình bảo hiểm, ví dụ bài viết của bảo hiểm chăm sóc sức khỏe này thì chắc là bài viết tĩnh rồi, bởi vì là các cái sản phẩm nó không thay đổi, đa số là sẽ không thay đổi, nên là những cái bài viết tĩnh này thì mình cũng xem cách viết của họ để mình biết cách để mình sửa vào bài viết của mình. Có chỉ vào trong cái web để tìm khi mình thay đổi đó được chưa ạ? Thì bây giờ mình sẽ thay đổi bài viết ở trong web của mình thì bằng cách nào? Thì ở cái ô giao diện trang chủ nó có chữ bài viết đấy ạ. Mình vào vượt bài viết để sửa. Đấy. Mình có thể xem cái danh mục của bài viết này, thêm và tìm sửa bài viết. Đấy là cái cách mà mình sửa từ giao diện chính. Còn nếu không mình cũng vào cái giao diện để mình sửa trực tiếp trên đấy cũng được ạ. Đây, ở đây có từ số 10, 21 xuống số 10 bài viết, có 10 bài viết này. Đấy, mình có thể ấn xem này. Đây này, mỗi một cái bài viết nó là 100 landing page này. Đấy. Cái là landing page là nó ghi bên cạnh luôn hả cô? Có cái ô cột landing page đây này, chỗ này. Tức là gắn cái trang landing page vào trên web đấy. Vì một web có thể chứa hàng trăm cái landing page mà, hàng nghìn cái landing page ấy. Mình tạo riêng. Nó gắn link thôi. Ví dụ cái bài viết này, ấn vào cái bài viết này để xem. Đó, thì cái bài viết này thứ nhất về tiêu đề này. Vay tín chấp theo lương này, mình sửa thành bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Cấu hình SEO này, cập nhật ngày 16. Thế không phải nó tự động cập nhật cho mình được không? Cái này mình sửa bài viết thì mình thích thì mình ghi vào sửa ngày nào. Vì đây là bạn đang là bài viết động mà. Nói nghĩa tưởng là khi mình cập nhật lại thì tự động nó cập nhật luôn chứ không, mình phải vẫn phải cập nhật ngày hiện tại à? Mình muốn hiện mình cái đấy mình biết, còn mình muốn hiện cho cái khách hàng mà đọc cái bài viết của mình biết mình cập nhật ngày nào ấy ạ. Đây là một trang mô tả ngắn này, đây là dòng mô tả ngắn này, như là bảo hiểm. Đây mình sẽ xem cái bài của người ta, bảo hiểm sức khỏe này. Đó, mình sẽ nói một cái câu mô tả ngắn. Đấy, thì mình có thể copy cái mô tả ngắn này. Tiêu đề là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe này. Copy sang này. Nhớ tab, không nhớ tab nào. Tiêu đề này. Rồi được chưa? Ctrl C, Ctrl V thôi. Tiếp theo, mô tả ngắn ở đây là nó một cái dòng nó nhỏ nhỏ ở phía dưới hoặc là phía bên cạnh của cái ảnh ấy. Thì đây là mình, ví dụ mình ghi là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn cầu này. Một cái dòng này cũng được. Đây, mình copy một cái dòng nhỏ này vào ở đây, mô tả ngắn. Mô tả dài này, mình copy cả cái bài này vào. Tại sao mua bảo hiểm sức khỏe, copy cả cái bài này vào. Xóa cái ảnh này đi. Xóa hết những cái này đi. Đó, mình có thể thêm ảnh vào. Mình vào cái phần... cái ảnh bên Imagine này. Đây có chữ Imagine này. Yeah. Không phải. Đây chèn ảnh đây này. Để thêm ảnh. Chọn tab. Đó, chèn cái đây, cái chữ logo này, mình đã chèn nó vào này. Đây là dưới cái này là bài viết ở trên điện thoại. Vì mình muốn nó giao diện nó trên điện thoại thì chúng ta sẽ sửa ở dưới này. Còn trên này là giao diện PC nha. Máy tính nhá. Ảnh đại diện này, xóa này, ảnh này đi này. Thêm một cái ảnh khác này. Ảnh bên này với ảnh lúc nãy cô vừa chèn vào là khác nhau à? Cái ảnh này ảnh đại diện, tức là cái ảnh mà chỉ ra một cái ban đầu để cho họ thấy thôi, còn muốn xem chi tiết ở bên này à? Đúng rồi. Cái ảnh đại diện ban đầu là ảnh phía trên, xong đến tức là tiêu đề nhá, xong đến ảnh đại diện này, đó. Xong đến một cái mô tả ngắn này, xong đến mô tả dài và cái ảnh nằm trong cái mô tả dài, được chưa? Trong bài viết dài bây giờ chị sẽ ấn cập nhật để bà xem thử. Đây, cái ảnh đại diện vừa lấy cho thay đây nha. Bài viết đây, tiêu đề là bảo hiểm chăm sóc sức khỏe đây. Này. Được chưa? Ảnh đại diện đâu không coi, ảnh đại diện vẫn là ảnh cũ của họ đấy nhá. Đâu rồi, thay bằng chữ B-System rồi đây. Quay lại này. Đây nhá, cái ảnh đại diện vừa lấy này của họ này. Ở đây nó là một cái ô có cái điểm tiền đấy, nó đã chọn những logo B-System nhá. Rồi. Được chưa? Đó, tiếp theo trong cái bài viết thì cháu có lồng một cái logo Amo Bảo Hiểm này. Rồi. Được chưa? Thì đây cái logo nó ở đây nhưng nó không thể nó hiện. Đây nó nằm đây này. Không hiện. Chắc là nó mạng sao nó không hiện. Đấy là cái cách mà thay đổi bài viết nha. Đấy, còn nếu mà mình khi mà mình đọc đến đây mình muốn sửa thì mình có thể quay lại chỗ cũ mình sửa, bên cạnh nó có chữ sửa đấy ạ. Mình nhấn vào đấy là mình sửa đấy ạ. Đây mình chèn ảnh này, chèn file tài liệu này. Nó có hết ở tùy chọn giao diện ở đây và mình có thể sửa phông chữ, sửa chữ như trong Word ạ. Đây, ví dụ thay chữ này bằng màu đỏ này. Đấy. Nên trắng. À, mình lại sửa ngôi sửa như ướt đấy à? Nền trắng, chữ màu đỏ này, dưới này cho màu xanh ấy cho nó đấy. Thì là sau đó mình ấn cập nhật, là nhớ ấn cập nhật ở phía dưới nó có bao giờ có chữ cập nhật, xong mỗi một lần mình chỉnh sửa đấy ạ. Nó vào Excel để xem, chèn thêm một cái ảnh khác xem nó có được không. Rồi, bây giờ sẽ ấn cập nhật vào app xem là nó đã xong chưa, là cập nhật cho chưa. Đây cái logo hình đại diện này, bài viết này, cái bài viết nó đã đổi màu rồi đây, ảnh nó cũng không hiện, không hiểu sao không hiện luôn. Có thể ra định dạng ảnh chưa được. Đó đây là cách đổi, cách bài viết nhé. Các cô chú chúng ta sẽ định luật mo phải không cô? Định luật mo thôi. Nói chung là bây giờ ấy, mình phải có những cái kỹ năng. Thứ nhất là mình phải xây dựng được cái menu, mình phải có cái xương cá, cái khung xương, cái bản đồ, cái sơ đồ về cái menu đã. Dạ. Từ cái menu đấy thì mình mới tiếp tục mình đi tìm các cái bài viết và các sản phẩm của mình chọn lọc, sau đó tìm các bài viết để mình chỉnh cho các bài viết đấy bằng những cái trang URL đấy, hoặc trang rút tài liệu ấy, các URL mình ví dụ bài viết 1, bài viết 2 với các tiêu đề, mình chỉnh sửa cho nó một cách hoàn chỉnh, sau đó mình sẽ upload lên trên cái web của mình. Còn mình làm đến đâu mình làm trên web đến đâu mình lại chỉnh sửa đến đấy thì nó rất là lâu, và nó sẽ có thể làm cho mình quên ấy, hoặc là mình sửa là sót, nhìn nó không đẹp. Trước tiên là có cái em xin nhắc lại với các cô chú anh chị viên về cái những cái bước quan trọng. Thứ nhất là chúng ta phải tìm được một cái giao diện nó phù hợp với mình trước đã. Đấy, cái giao diện mình yêu thích đã. Sau đó mình sẽ chỉnh sửa theo cái giao diện đó và tìm các cái trang web nó giống với mình để mình học hỏi người ta cái giao diện. Từ cái giao diện xong rồi mình sẽ đến cái bước là make up rồi sửa menu. Ra sửa menu. Sửa menu xong rồi, khi có cái menu, cái khung xương này rồi, chúng ta bắt đầu mới đi thay đổi những cái ảnh này, thay đổi những cái bài viết này. Được chưa? Để cho nó phù hợp. Thế còn để mà chúng ta làm thì nó chuẩn như là một trang web kia thì ngay ban đầu thì chắc là cũng hơi khó. Chúng ta phải tập luyện đã. Trước tiên chúng ta biết những cái bước cơ bản này đã. Dạ vâng. Đúng rồi. Với lại một cái nữa là các bạn cũng hiểu rằng là mình học web ấy, để mình thứ nhất là mình cho mình một cái kỹ năng đã, để mình hiểu được cái cấu tạo và cái cách để người ta chỉnh sửa như nào. Và còn nếu mà để làm ra được một cái web nó chuyên nghiệp ấy thì mình phải cần nhiều cái kiến thức hơn nữa. Đấy, thì là mong là các chú vị học viên chúng ta sẽ tham gia thêm nhiều buổi để có thể nắm bắt được những cái này ạ. Cô giáo cho bọn em xem lại cái lý thuyết được không ạ? Lý thuyết ạ, lý thuyết cũng đã gửi lên nhóm nhiều lần rồi. Nó cũng có 4 cái bước cơ bản đấy ạ. Nó trôi đi cô ơi, cô cứ để. Đây em có 4 cái bước lên trên này. Đó. Nhưng không chat đấy ạ. Đó, bước đăng nhập thì là copy đường link và nhập mật khẩu. Cái bước thay đổi giao diện. Những cái này thì nắm được rồi đó. Nhớ là cho mọi người chú ý. Sửa cấu hình. thì các cô chú anh chị học viên chúng ta cần phải xác định được cái nào là menu chính, cái nào là menu con. Đấy, thì chúng ta có là cái khung xương rồi thì nói chung là em toàn là đi học mót ở các cái trang web của những người nổi tiếng hoặc là những trang web người ta đã thiết kế đẹp rồi ấy. Sau đó mình học hỏi cái giao diện của họ. Và thế thực ra thì nhìn cái công ty bảo hiểm Daichi người ta rất nổi tiếng nhưng trang web của họ khá đơn giản. Đúng không? Nhìn cái trang web và trang chủ của họ xem. Đấy, họ cũng có một cái dòng menu này, một cái chạy ngang này. Khá là đơn giản. Cái này của họ nó giống landing page hơn là một trang web. Ảnh này thì học Canva là làm được rồi này. Bài viết thì mình tìm bài viết này. Còn nếu mà các cô chú học viên chúng ta học trên landing page ấy, thì ví dụ với cái chiến dịch khuyến mại này này. Đấy, chúng ta sẽ làm một cái trang landing page gắn vào đây. Ví dụ chỉ khi mà người ta mở cái trang chủ này lên, cái trang landing page là về khuyến mại nhân dịp mà 12 tháng 12 ạ, nó sẽ hiện ở cái góc này. Nó nhấp nháy ở đây, cái nút bấm ở đây này. Đấy, thì cái lợi ích của landing page ấy, là mình chạy theo từng chiến dịch và nó sẽ hiện ở bất kỳ đâu trên trang web của mình. Trang web của mình là cố định, còn landing page thì nó cũng như là một bài viết động. Đấy, mỗi chiến dịch mình sẽ tạo một cái landing page. À, trong cái landing page đó mình sẽ có cái đường link đến cái web của mình. Thì khi mình copy cái đường link landing page của mình lên các cái trang mạng xã hội hoặc là Zalo, Facebook ấy, thì là nó trong cái landing page ấy có một cái ô hoặc một cái đường link mà dẫn về cái trang chủ web của mình. Thì nó cũng hai cái đều bổ trợ cho nhau thì rất là tốt. Đấy thì các chú ý bên chúng ta phân biệt được cái lợi ích của cả web, của landing page, rồi là Canva, đúng không ạ? Photoshop đều bổ trợ cho nhau. Em cũng đang thiết kế một cái trang web. Cũng có khách đang đặt làm web nhưng mà mình tức là khi mà mình biết làm rồi ấy, mình cảm giác là mình làm để giúp họ là chính ấy, thì mình đưa ra một cái mức giá nó hợp lý, cảm thấy rất là bất ngờ luôn ấy, bởi vì là họ bảo họ phải đặt làm web ở ngoài với cái giá rất là cao, 10 triệu đến 15 triệu một cái web. Đấy, nhưng mà khi mà mình biết rồi thì mình thiết kế cho họ, về cả cái tâm của mình nữa, thì mình cảm giác là mình rất là vui. Đấy, thì cũng rất là mong các bác anh chị chúng ta sẽ mặc dù là cũng rất là hoan nghênh các bác mà cao tuổi đấy ạ, nhưng vẫn ham mê học hỏi, đấy là một cái động lực rất là lớn để chúng ta sẽ tiếp tục học thêm. Còn ít phút cuối giờ thì sẽ nhường lại mic cho ban tổ chức để giải thích có những cái câu hỏi lúc ban đầu hỏi về giá của web cũng như là cách làm ấy, thì nhờ ban hỗ trợ sẽ giúp Thùy hỗ trợ cho cái phần này. Nhưng lại biết cho cô Thảo nhé. Dạ thôi, cảm ơn cô Thùy rất là nhiều. Cả 4 tiếng đồng hồ dành cho lớp luôn, cảm ơn cô nhiều nha. Tuần này cả nhà lớp của mình là giảm lớp lại, nhưng mà cái thời gian lớp lại tăng lên, cho nên là một cái áp lực cũng lớn với giáo viên. Dạ, thì cũng là một cái dịp để các anh chị em chúng ta có thể là trải nghiệm học tập nhiều hơn. Cho nên là khi mà mình đã tham gia lớp học rồi, các anh chị cố gắng mình học xong rồi á, thì về mình thực hành thì mình mới có thể làm được. Chứ còn website á, nói chung là với người mới bắt đầu nó cũng hơi rối, nó không có đơn giản như landing page. Thì khi mà anh chị em chúng ta học web rồi thì phải xác định là học á, thì phải nghiêm túc thực hành. Đến khi nào mà mình trải nghiệm hết những cái tính năng mà cô hướng dẫn rồi đó mà cảm thấy vẫn không phù hợp với cái công việc của mình thì mình hãy ngưng ha. Rồi thì đầu giờ có chị nào hỏi đó về cái giá để mà tham gia cái web, thì ở đây trên màn hình của Mai Thảo thì Mai Thảo đang mở cho các anh chị xem luôn nè. Thì bên viện đang có hỗ trợ giá về cái gói web của chúng ta là 1,9 triệu ha. thì trong 1.900.000 thì các anh chị mình sẽ có được những cái quyền lợi gì? Thì đầu tiên á, thì chúng ta sẽ được tham gia vô một cái gói thành viên VIP của viện. Gói thành viên VIP của viện. Để em tắt mic, ai không có cần hoạt động em tắt mic ha. Rồi, trong cái gói thành viên VIP này thì các anh chị chúng ta được học và tương tác với giáo viên mỗi ngày. Thì hôm nay chúng ta được học với cô 4 tiếng rồi, chúng ta đã trải nghiệm hết những cái tính năng trong website rồi, thì còn một bước cuối cùng nữa để hoàn thành, đó chính là chúng ta phải chọn được cái tên miền vào. Thì để chọn được cái tên miền vào thì các anh chị cần phải mua hosting. Đó, thì cái gói web của chúng ta 1.900.000 này là đã bao gồm hosting cho các anh chị rồi. Và hosting thì các anh chị cũng hiểu là mình mua ở đây hay là mình mua ở đâu thì cũng phải đều tốn phí duy trì hết. Và mỗi một năm như vậy thì tùy vào đơn vị sẽ có cái mức giá duy trì khác nhau. Thì khi mà các anh chị tham gia với viện thì mỗi một năm sau chúng ta chỉ việc đóng hosting là 1 triệu thôi. Đó, thì hosting dành cho web là 1 triệu nha. Rồi, còn lại thì chúng ta sẽ, cái tên miền là tự mua rồi nè. Còn tên miền giá rẻ thì viện sẽ tặng cho cả nhà, ví dụ như DuXYZ đó thì không có bao nhiêu. Nhưng mà em nghĩ một khi mình đã xác định là mình làm web rồi thì 1.900.000 bỏ ra được thì cỡ 100-200.000 mua tên miền xịn thì cũng không là vấn đề đâu, đúng không? Dạ, rồi. Rồi trong cái web này chúng ta được tặng thêm là 1.500 cái subcode này, nó là cái mẫu web đó cả nhà. Đó, rồi những cái plugin, những cái thêm đi kèm nữa thì nó có hết ở trong cái chôm này nè. Đó, rồi những cái công cụ cũng như những cái khóa học của về web, về marketing là được add vô rất là nhiều. Và cũng như những cái gói web khác thì chúng ta vẫn được cái chính sách là giảm 40% khi mua lần thứ hai. Rồi tặng tài khoản sinh viên ha. Thì những cái này thì anh chị em nào cũ cũng đã biết hết rồi. Nói chung Minh Thảo chỉ giới thiệu những cái tính năng nổi bật cũng như là những cái mà cần lưu ý thôi. Thì trong cái chôm web này nó khác với những cái chôm khác ha. Ở trong đây chúng ta có 5 sản phẩm, viện có tới 5 sản phẩm, mỗi sản phẩm 1, 2, 3, 4, 5 thì đều là gói thành viên VIP hết. Nhưng mà mỗi sản phẩm là một cái chôm khác nhau và một cái chôm nó có một chức năng khác nhau, nó đi kèm cùng với cái gói này. Ví dụ anh chị em mình tham gia cái gói web thì cái chôm của chúng ta nó sẽ là toàn bộ là khóa học hết. Và đây những cái khóa học này nè là anh Dũng nhà mình đó, anh Dũng là viện phó của Viện Đào Tạo Bách Khoa ha, giới thiệu cho những anh chị mới. Còn những anh chị cũ là nghe thầy Dũng là đã biết thầy Dũng là ai rồi. Thì trong cái gói web này là các anh chị em chúng ta được thừa hưởng trọn bộ 10 TB khóa học của thầy Dũng sưu tầm trong 15 năm nha. Đó, còn những cái chôm khác, ví dụ như chôm Canva, chôm Landing Page thì chúng ta chỉ được một phần trong 10 TB khóa học này thôi. Cho nên vì sao có những cô chú anh chị em vào những cái chôm khác có những khóa học chúng ta mở ra không được, thì kính thưa các loại mở nó nằm ở trong đây ha. Toàn bộ tài liệu tổng hợp là nó nằm trong cái chôm của website hết. Đó, cho nên là khi mà các anh chị sở hữu website thì các anh chị rất là lời. 15 năm sưu tầm, em nói với các anh chị khóa học gì cũng có trong đây hết trơn, thích học cái gì là vào học cái đó, line nào cũng mở ra được hết nha, không có còn cái trường hợp là cần quyền truy cập nữa. Rồi, thì làm web là mình lên một cái đỉnh cao mới, y như là mình học Canva thì đỉnh cao của thiết kế nó sẽ là Photoshop, thì mình học Landing Page thì cao nhất của cái website nó sẽ là cái web này nè các anh chị, là cái web mà chúng ta học ngày hôm nay thì nó đòi hỏi chúng ta rất là nhiều cái tư duy về kinh doanh cũng như là hệ thống. Và đơn giản thôi, nội mà mình làm cái website như thế nào thu hút khách hàng là mình cũng cần phải có một cái tư duy nó rộng hơn khi chúng ta làm landing page rồi đó. Thì trong cái khóa học này, trong cái chôm này là trang bị cho các anh chị đầy đủ tất cả mọi thứ mà chúng ta cần. Đó, và xịn nhất đó chính là 10 TB khóa học mà các anh chị. 10 TB này em chia sẻ với các anh chị luôn, em đồng hành với viện cũng được vài tháng rồi. Thì cái thời điểm mà em vô cái 10 TB này thầy Dũng bán riêng thôi là $100, là 2 triệu mấy đó cả nhà. Mà em không hiểu sao sang tháng này cái đổi thành cái gói web luôn đó. 10 TB này cực kỳ xịn nha. Cái gì cũng có trong đây hết anh chị ơi. Học những cái lớp mà khi mà em được học những cái lớp này rồi em mới cảm thấy trời ơi, ước gì mà biết được sớm hơn Cả nửa thanh xuân của em là dành để đi tìm những khóa học như thế này, học là học về tâm lý, rồi học về kinh doanh, rồi học về nhân sự, quản trị, nói chung là học về online các thứ là đi tìm để học. Đó, nghệ thuật quyến rũ là em đâu tốn hết 120 triệu đóng cho cô Weber để học những cái là tư vấn tình yêu hôn nhân và gia đình, rồi nghệ thuật quyến rũ gì đó, nuôi dạy con, vậy là đã tốn rất là nhiều tiền để học những cái khóa học như vậy đó các anh chị. Thì khi mà các anh chị tham gia cái khóa web là các anh chị được sở hữu trọn bộ khóa học này luôn đó. Thì đây là cái quà tặng kèm nha các anh chị, nhưng mà nó giá trị còn hơn cái web anh chị mua nữa. Thật ra cái web không có gì để phải nói hết, thì đơn giản thôi các anh chị đóng 1 triệu phí duy trì hết tin hàng năm thì các anh chị sẽ được sở hữu một cái web, và cái tên miền thì mình tự mua. Cái tên miền thì mình tự mua, và cũng như landing page thôi, chúng ta có thể xuất ra hàng trăm hàng ngàn cái website mà không có bị giới hạn đó. Thì cái web nó chỉ có vậy thôi, nó chỉ khác nhau ở đây là nó là một sản phẩm số, cho nên là khi mà các anh chị lựa chọn mua cái sản phẩm ở đâu thì đây là lời khuyên chân thành luôn, đặc biệt là những chị em phụ nữ khi xác định mua sản phẩm số, chúng ta hãy nhìn xem cái dịch vụ mà người ta hỗ trợ cho mình về sau có chất lượng hay không, chứ đừng có nhìn cái web đó nó có đẹp hay không, có xịn hay không, công ty đó có to có bự hay không, nó không có giải quyết được vấn đề gì cho mình. Khi mà mình chính thức mình tham gia vào rồi, mình vướng cho đó không ai chỉ mình hết mới là vấn đề luôn đó các anh chị ha. Rồi cho nên là đó, ngày hôm nay đã được học với cô trải nghiệm hết những tính năng web rồi, và nếu mà anh chị quan tâm và cảm thấy cần tham gia cái gói web này để phục vụ cho công việc của mình đó, thì là cứ liên hệ số hotline rồi xong đăng ký cái gói này, xong vào trong thành viên VIP là sẽ có giáo viên và hỗ trợ các anh chị luôn đó. Thì tháng này đó các anh chị, tuần này luôn, bắt đầu tuần này luôn em đang làm cái thông báo thì viện có thêm một cái gói dịch vụ nữa là dạy kèm thêm cho các anh chị. Thì ngoài cái quyền lợi mà các anh chị được mình tham gia thành viên VIP là mình đã được hỗ trợ rồi ha, mình được ưu tiên hỗ trợ rồi. Và ví dụ như các anh chị cảm thấy mà chưa đủ nữa, nó chưa đủ cho công việc kinh doanh của mình, các anh chị cần giáo viên kèm riêng cho các anh chị, thì bên viện cũng có cái dịch vụ đó luôn. Nhưng mà cái gói kèm thêm là có phí nha các anh chị, tại vì nó ngoài cái giờ rồi, bên viện sẽ hỗ trợ cho các anh chị là trong cái giờ hành chánh ha. Còn ngoài giờ thì hỗ trợ thì đội hỗ trợ nào còn trực có thể sẽ hỗ trợ các anh chị ha. Còn riêng cái giờ đó mà các anh chị muốn bút lịch riêng đó là có phí nha các anh chị đó. Cho nên là bên viện đã chuẩn bị hết cho các anh chị mọi thứ rồi. Và về cái hot tin là đã tìm cái đơn vị là giá rẻ nhất cho mình tham gia. Về những cái khóa học là cũng đã là share hết luôn rồi đó, là chia hết những cái tài sản của anh Dũng là anh bỏ hết vô cái trên web này luôn rồi đó. Rồi những cái khóa học của viện thì các anh chị biết rồi, mình cứ theo mình học thôi ha. Rồi anh chị nào muốn kèm riêng thì cứ bút lịch số hotline là sẽ có giáo viên của mình là mình thích dạy cho mình luôn ha. Rồi phí sẽ tính theo giờ, rồi giáo viên anh chị nào cần thì cứ hotline đi rồi em sẽ hướng dẫn cho mình nha. Rồi thì Mai Thảo đã hướng dẫn xong anh chị cái cách để mình tham gia lên cái gói web của viện. Thì vẫn như là các lớp trước thì vẫn là một câu dặn dò như cũ. Anh chị ở trong đây, anh chị đến từ quảng cáo của Bisystem thì anh chị hãy liên hệ trực tiếp với số hotline dùm em. Đây số hotline em gửi lên trên cái phần chat, và trên cái web của mình nó có ở khắp mọi nơi trên các group ha. Rồi web của mình là trên đầu tiên là số hotline là Mai Thảo đang giữ số này đó. Rồi ha các anh chị, thì anh chị đến trực tiếp từ quảng cáo thì anh chị liên hệ hotline hỗ trợ các anh chị. Anh chị đến từ lời mời của cộng tác viên thì anh chị liên hệ với cái người đó để hỗ trợ và tư vấn thêm thông tin ha. Rồi lớp học ngày hôm nay học chưa hiểu gì thì cứ lên các group tìm cô Minh Thùy, cô sẽ hướng dẫn cho các anh chị ha. Rồi và mình sẽ kết thúc lớp học tại đây. Mai Thảo rất là cảm ơn cô giáo xinh đẹp của chúng ta dành hẳn 4 tiếng đồng hồ cho lớp học. Rồi cảm ơn đội hỗ trợ của Bisystem. Rồi cảm ơn rất là nhiều đến những anh chị học viên đã dành thời gian ngồi tới giờ này để học cùng với viện. Rồi ha, và hẹn gặp lại các anh chị em, chúng ta học vào lúc 7:30 tối nay chúng ta sẽ học Canva nhé. Rồi và anh chị lưu ý ai học Canva thì nhớ là đăng ký vào cái form để mà đang tổ chức cấp tài khoản pro cho mình nha. Rồi, Mai Thảo xin chào và hẹn gặp lại các anh chị vào tối nay. Chúc các anh chị có một buổi chiều nghỉ ăn cơm ngon miệng rồi xong tới mình gặp lại nhau nữa nha. Tới hẹn hò nữa nha. Rồi Mai Thảo xin chào cả nhà.